Theo cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 16 giờ ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 10,5 triệu liều vaccine, trong đó mũi 1 là 6,8 triệu và mũi 2 là 3,6 triệu. Tính đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh có 14 quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiêm được 100% cho người dân trên 18 tuổi, những quận huyện còn lại mới đạt được 94%, 95%, 97%. Giải thích về việc tại sao quận Gò Vấp mới chỉ có 95% người dân tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, ông Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, cho rằng con số trên 95% tiêm vaccine mũi 1 đã là một tỷ lệ tốt. Bên cạnh đó, cần tìm hiểu những người dân còn lại không tiêm vì lý do gì. Cụ thể, tại quận Gò Vấp, 5% số người còn lại chưa tiêm mũi 1 là những người không tiêm vaccine, dù được thuyết phục cũng không tiêm, hoặc đó là những người già nằm liệt giường, gia đình không đồng ý tiêm và những người mắc bệnh ung thư nặng đang điều trị. Quận Gò Vấp đang triển khai tiêm mũi 2 cho người dân nhưng hiện vẫn tiếp tục tiêm vét mũi 1 cho bất kỳ người dân nào đang sống trong quận dù chỉ một ngày. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch ở các quận huyện, thành phố Thủ Đức, nếu có vaccine sẽ tiêm phủ cho người dân càng kín càng tốt, không bỏ sót một người nào. Do vậy, những người dân từ quận này sang quận khác nếu đăng ký đều sẽ được tiêm. Bác sĩ Nguyễn Trung Hòa cho biết quận đã tính đến phương án sẽ tiếp tục tiêm mũi 1 cho những người về quận Gò Vấp sau 1 đến 10 nếu trước đó những người này chưa được tiêm mà không cần hộ khẩu thường trú, tạm trú. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch huyện Củ Chi, cho rằng 100% số người dân của huyện được tiêm mũi 1 là tính những đối tượng được phép tiêm vaccine trên 18 tuổi. Đây là cách tính được Sở Y tế thành phố hướng dẫn. Những trường hợp như phụ nữ mang thai dưới 13 tuần chưa được Bộ Y tế cho phép tiêm, những người có cơ địa dị ứng cam kết không tiêm vaccine sẽ không được tính trong tỷ lệ này.